Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe tổng ngân bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Ford RS bản Titanium bản số tự động bản một cầu sang cuối 9 đầu tháng 10 này chiếc xe Ford RS bản Titanium này nó thay đổi chương trình khuyến mại rất là nhiều em nhé cụ thể hơn và chính xác hơn đó chính là tăng về giá xe đấy ạ chiếc xe Ford RS nó thuộc phân khúc của dòng xe suv đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Toyota Fortuner, chiếc xe Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 hay là rất nhiều xe trường Việt Nam ạ. Ok nên vào chi tiết. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá miết của chiếc xe đang là 1 tỷ 299 triệu. Sang đầu tháng 10 này thì đại chúng em đang bán với giá đang là 1 tỷ 299 triệu ạ. Tức là đang bán đúng giá nhé. Vậy thì chiếc xe Ford LS bản Titanium bản một cầu này Đá đội đang là 1 tỷ 477 triệu Còn tỉnh thì 1 tỷ 432 triệu Tỉnh Áp Thuyên Trăm thì 1 tỷ 458 triệu Và ở Thế Minh thì 1 tỷ 451 triệu Còn trả góp thì đang là 453 triệu Tỉnh thì 408 triệu Tỉnh Áp Thuyên Trăm thì 434 triệu Và ở Thế Minh thì 427 triệu ạ con giá tốt hơn Thêm một khuyến mại nào Tặng phụ kiện là sao Chi bánh nào Thì anh em hãy quyết định cho em Hoặc nhắn tin Zalo cho em Chắc chắn em Giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nha Đó là phần giá xe và tổng đồng bánh ạ Tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m914 ạ Rộng là 1m923 Còn cao là 1m842 ạ còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m90 và khoảng sáng cầm xe đang là 20cm đấy ạ. Tổng thể chiếc xe này thì nó rất là dài, rộng và cao em nhé. Về phần đầu xe của chiếc xe này thì uh, nó cũng được dầu lỗi rất là nhiều. Giúp cho phần tổng thể phần đầu xe nó được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và sang trọng hơn ạ. Rồi bật về phần đầu xe thì nó sẽ có mặt lưới lăng rất là to bản. Nó viền xung quanh được mạ chrome. Và lối liên mạch với hai cung đèn với nhau có thay nhập chrome em nhé. Rất là dài đấy ạ. Về cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng là đèn nét ạ. Đèn nét. À, đèn full led ạ. Về phần uh, ngoài ra thì cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sẽ là có uh, dàn đèn nét ban ngày rất là dài, giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn và lịch lãm hơn ạ. Đèn gầm của chiếc xe này nó sử dụng là đèn đấy ạ. Các tính an toàn về phần đầu xe thì nó sẽ có cảm biến góc trước. Nó sẽ không có camera 360 độ đâu ạ camera 360 độ thì dành cho bản uh, bản hai cầu ạ. Đó. Có đây giới thiệu cho về phần sườn xe ạ. Sườn xe của chiếc xe Ford RS bản Titanium bản một cầu này nó cũng được dầu lổ rất là nhiều ạ, giúp cho chiếc xe cảm giác nó được uh, thể thao và mạnh mẽ hơn ạ. Về phần bánh xe bánh xe của chiếc xe này nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm, vành 20 inch ạ. Vành 20 inch. nhá. phanh trước và phanh sau sẽ là phanh phanh đĩa đấy ạ, phanh đĩa cho cả bốn bánh ạ các tính an toàn như hệ thống phanh ABS, phân bố phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và nó sẽ có cảm biến xóa lốp anh em nhé. À. Còn về phần uh, sườn xe của chiếc xe này thì nó tích hợp thêm đó chính là có bậc lên xuống rồi đấy ạ. À. Còn về phần gương chiếu hậu ạ, gương chiếu hậu của chiếc xe này là gương chiếu hậu có ốp uh, uh, mạ chrome. Tiếp trên đấy sẽ là có xi nha trên cương bằng đèn led ạ. À. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cùng gương tự động. Điều chỉnh bốn mặt gương ạ. À. Về chân kính của chiếc xe này là chân kính mạ chrome nhá. Bây dừa đi ạ. À. Chiếc xe này thì gương chiếu hậu nó sẽ không có camera 360 độ đâu ạ. À. Nên sẽ là không có camera tích hợp trên gương ạ. À. chân kính của chiếc xe này thì nó rất là dài. Giúp cho chiếc xe cảm giác nó được trường xe hơn. Dài xe hơn ạ. À. Còn về tay nắm cửa, tay nắm cửa chiếc xe này là tay nắm cửa uh, mạ chrome cho cả bốn cánh cửa đấy ạ. Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm, đó chính là có chìa khóa thông minh ạ. Còn về trần xe của chiếc xe này nó sử dụng là trần có cửa sổ trời nhé Toàn cảnh panorama Giá lóc hay thanh Anten sử dụng anten với cá rồi đấy ạ Đèn báo phát trên cao ạ Còn đây giới thiệu cho về phần đuôi xe ạ Đôi xe của chiếc xe Ford RS bản Titanium bản một cầu này nó cũng được dập lỗi rất là nhiều Giúp cho chiếc xe nó được thể thao và mạnh mẽ hơn rất là nhiều ạ Rồi bật về phần đuôi xe thì nó sẽ là có cụm đèn phía sau ạ Cụm đèn phía sau của chiếc xe này nó sử dụng đèn nét ạ Chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe Và lối lên mạch với hai cụm đèn với nhau Có chữ RS nổi lên Rất là, rất là thể thao và cá tính ạ các tính nhân toàn về phần đuôi xe của chiếc xe này thì nó sẽ nào có cảm biến lùi. Cảm biến lùi uh, đây ạ, cảm biến lùi ạ. Cảm lùi bốn mắt nhá. Có cả uh, camera lùi đấy ạ. Về cản sau của chiếc xe này thì nó sẽ không phải là quá góc cạnh đâu ạ. Bô nó sử dụng là bô uh, bô giấu phía dưới anh em nhé. Còn về cốp điện của chiếc xe này nó sử dụng là cốp điện thông minh đi ạ. Có lời giới thiệu cho anh em về mức tiêu nhiên liệu ạ. Mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị thì đang là 10 lít 05, ngoài đô thị đang là 6 lít 8. Kết hợp trung bình chỉ có là 8 lít 2 thôi ạ. Về phần uh, giới thiệu cho anh em về bên hàng ghế đầu tiên ạ. Về phần uh, uh, nội thất của chiếc xe này thì nó sử dụng không gian nội thất là màu đen ạ. Không gian nội thất màu đen này giúp cho chiếc xe cảm giác được sang trọng hơn, lịch lãm hơn và tinh tế hơn ạ. Đặc biệt nó rất là sạch sẽ khi anh em có trẻ nhỏ em nhé. Còn về uh, ghế của chiếc xe này nó sử dụng là ghế da màu đen đấy ạ. Ghế chiếc xe này nó sử dụng là ghế chỉnh điện 8 hướng nhé. Ngồi rất ôm ghế đấy ạ. Còn về bên cánh cửa của chiếc xe này nó sử dụng không gian là không gian màu đen. Có các nút bấm như lên xuống kính cho bốn cánh cửa, khóa cửa, chốt kính, điều chỉnh bốn mặt gương đi ạ. Ok giờ sang bên hàng ghế thứ hai giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai ạ. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này thì giống như hàng ghế đầu tiên nhé. Ghế da màu đen. Không gian thì ngồi rất rộng rãi và thoải mái ạ. Rồi sẽ giới thiệu cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần vô lăng ạ. Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng ba chấu ạ. Được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại chỉnh tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cô con control, đó chính là ga tự động đấy ạ. Về bảng đồng tốc lô, chiếc xe này nó sử dụng bảng hồ tốc lô 8 inch digital. Về túi khí bài này nó sử dụng là 7 túi khí nhé. Về màn hình giải trí của chiếc xe này nó sử dụng màn hình cảm ứng 12 inch, rất là to, 12 inch nhé kiểu dạng nằm đứng nằm đứng đấy không phải nằm ngang ạ à. vậy hệ thống điều hòa chiếc xe này nó sử dụng hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập ạ à, cho bên ghế lái và bên ghế phụ ạ à. còn bên không gian bên ghế phụ này rất là rộng rãi và thoải mái đi ạ à. phía dưới thì nó sẽ có cổng điện anh em nhá cổng điện là cổng sạc điện thoại này còn về phần uh, hộp số á hộp số của chiếc xe Ford RS bản Titanium này thì nó sử dụng là hộp số tự động 6 cấp đi ạ hộp số tự động 6 cấp và cần số nó cần số nó sử dụng là cần số thẳng nhá có phanh tay điện tử rồi đấy ạ phía dưới này thì sẽ là có các hốc này là hốc để để đồ ạ để nước ạ à. ngoài ra thì nó sẽ là có bệ tì tay trung trung uh, tâm được bọc da rồi đấy ạ còn về động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.5 với công suất cực đại nó đang là 170 mã lực trên cho 3.500 vòng phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 405 Nm trên cho 3.500 vòng phút ạ. Nó dẫn động một cầu em nhé. Đó sao nào có trợ lực đáy trợ lực điện đấy ạ. Dung tích bình liệu thì chính là 80 lít ạ. Về các tính an toàn của chiếc xe này nó có hệ thống phanh ABS này. Phân bố phanh điện tử LD. Hỗ trợ phanh cần cấp BA. Ngoài ra thì nó sẽ có kẻ số lốp và có túi khí vào này nó sử dụng là bảy túi khí đấy ạ về màu sắc xe của chiếc xe này thì nó sẽ có các màu lựa chọn cho anh em như sau như màu trắng vì đang xem màu bạc màu xám màu đen màu nâu màu xanh và màu đỏ ạ ok vậy giờ này đã giới thiệu cho em về phần giá xe tổng bánh chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Ford Everest bản Titanium bản một cầu rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy do này sẽ phép em sẽ dừng vào đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Ford. Cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW. Hay rất nhiều xe trên trường Nam. Để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em mới đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe hay thứ dầu của em sẽ chuyên về giá xe à. Tổng bánh và các chương trình quý mại ạ Ok xin phép em ra dừng ra đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này kìa ạ